Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xác địa chỉ IP proxy qua ứng dụng Posato. Đầu tiên các bạn vào App Store để search cho mình Posato nhé các bạn nhé. Đó, các bạn nhìn ứng dụng có chữ PO màu đen này, các bạn nhấn tải về cho mình. Sau khi tải ứng dụng về, các bạn vào ứng dụng này và sẽ hiện lên một thông báo, các bạn cứ nhấn Continue cho mình. Sau đó sẽ hiển thị là yêu cầu ứng dụng theo dõi hay cho phép thì tùy các bạn. Tại đây thì mình sẽ nhấn cho phép. Sau đó các bạn chọn Add Proxy và chọn Add. Đây là giao diện để bạn thêm proxy vào nhé. Tại mục Type này các bạn nhấn vào và các bạn chọn cho mình cổng SOC 5 hoặc HTTP. Proxy của mình là cổng SOC 5 thì mình sẽ chọn SOC 5. Sau đó tại mục Host thì bạn sẽ nhập cho mình địa chỉ IP. Sau khi nhập địa chỉ IP xong, các bạn nhập port vào. Tại mục Authentication các bạn nhấn vào và chọn password. Sau đó thì các bạn tiếp tục nhập username và password vào cho mình nhé. Sau khi nhập password xong thì sẽ hiển thị giao diện như thế này. Và để vào proxy này các bạn nhấn trực tiếp vào cái proxy này cho mình. Tiếp tục các bạn chọn cho phép thêm cấu hình VNP vào. Và các bạn nhập mật mã iPhone của các bạn. Sau khi nhập mật mã xong thì mình đã thấy là proxy của mình đang chạy rồi. Bây giờ mình sẽ thoát ra và mình sẽ vào một trình duyệt web để mình check IP xem là có fetch thành công hay chưa nha các bạn nha. Các bạn có thể thấy địa chỉ IP của mình hiện tại là 104.161.103.36. Như vậy là mình đã fetch địa chỉ IP proxy thành công sau khi mình đối chiếu với địa chỉ IP ban đầu.